Theo thông tư 28 ngày 29 tháng 6 năm 2024 của Bộ Công an, từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định được tích hợp trên ứng dụng định danh quốc gia VNEID có giá trị như các giấy tờ chính thức. Chính vì vậy, trong quá trình tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, Công an tỉnh và các địa phương trong tỉnh sẽ kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn người dân tích hợp các giấy tờ trên ứng dụng này. Ghi nhận tại huyện Long Điền. Thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông tại tỉnh lộ 44A. Chỉ trong một buổi sáng ngày 2 tháng 7, đội cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Long Điền đã phát hiện gần 10 trường hợp điều khiển xe mô tô chạy quá tốc độ quy định. Chạy lên trên Phú Mỹ, Mỹ Sơn đi họp á, chứ bình thường em chạy đúng quy định. Tại vì bữa nay công việc gấp á, hơi gấp xíu. Em đi làm nhưng mà nó bị trễ giờ rồi, 10 giờ là em phải vào ca, mà em làm trên tận Phú Mỹ 3 lần, nên em có chạy nhanh. Ngoài lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, giữ giấy phép lái xe của người vi phạm, Công an huyện Long Điền còn hướng dẫn người vi phạm tích hợp các giấy tờ trên ứng dụng VNEID. Tôi về nhà anh sử dụng cái điện thoại cũ của nhà anh á, anh cập nhật tất cả những cái giấy tờ có liên quan của anh lên trên cái hệ thống VNEID á, nó sẽ thuận tiện cho anh trong cái quá trình anh sử dụng. Thay vì anh phải mang đi mà anh sợ rớt á, thì bọn em anh mang điện thoại đi và anh nhớ mật khẩu anh đăng nhập vào được, thì cơ quan công an sẽ tiến hành tạm giữ bằng hệ thống VNEID. Thời đại của người ai cũng cầm điện thoại thì nếu mà tích dụng cái này thì rất là gọi là thuận tiện cho mình đỡ phải mất giấy tờ hay là cái gì đó, chỉ cần điện thoại thôi. Triển khai thông tư số 28 của Bộ Công an từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã hướng dẫn các đơn vị thuộc phòng và đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an các địa phương triển khai thực hiện việc kiểm tra xử lý tạm giữ, tước giấy tờ trên ứng dụng VNEID, quán triệt đến 100% cán bộ chiến sĩ thực hiện. Theo quy định, người có thẩm quyền thực hiện việc tạm giữ giấy tờ trên môi trường điện tử, cập nhật thông tin về việc tạm giữ giấy tờ đó trên hệ thống cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính và đồng bộ với ứng dụng định danh quốc gia, cơ sở dữ liệu do Bộ Công an quản lý để người vi phạm, chủ phương tiện biết chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, phục vụ các lực lượng chức năng có thẩm quyền kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm.